Theo đài RT, vào ngày 17 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận trên mạng xã hội rằng các binh sĩ đang ẩn nấu tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã nhận được mệnh lệnh mới. Tuyên bố từ cơ quan này cho biết, đơn vị đồn trú ở Mariupol đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu được giao và chỉ huy các đơn vị đóng tại nhà máy thép phải cứu sống binh lính. Trong khi truyền thông Nga gọi đây là đầu hàng, thì theo RT, phía Ukraine tránh dùng từ này. Theo hãng tin AP, hơn 260 binh sĩ, trong đó có một số bị thương nặng, đã được sơ tán và đưa đến các khu vực do Nga kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc sơ tán đến lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát nhằm cứu mạng các chiến binh đã chịu đựng nhiều tuần. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Ukraine cần những người anh hùng Ukraine còn sống. Đó là nguyên tắc của chúng tôi. AP và RT cùng dẫn lời tổng thống Zelensky. Hãng tin Reuters cho biết Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Mayer thông báo cụ thể rằng có tổng cộng 53 binh sĩ bị thương từ nhà máy thép Azovstal đã được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Novo Azov, cách 32 km về phía đông, hiện do Nga kiểm soát. 211 người khác được đưa đến thị trấn Olenitska, cũng trong khu vực do Felikai thân Nga kiểm soát. Phóng viên Reuters ghi nhận có 5 xe buýt chở binh lính từ Azovstan đến Novoazov vào cuối ngày 16 tháng 5. Một số người bị thương được di chuyển bằng cán lên xuống xe. Thứ trưởng Anna Manuel cũng cho biết sẽ đưa những binh lính vừa đầu hàng về nước bằng cách trao đổi tù binh với những binh lính Nga bị chính quyền kép bắt giữ trước đó, theo RT. Theo Channel New Asia, quân đội Ukraine cho biết các nỗ lực giải cứu vẫn đang được tiến hành nhưng không nói cụ thể còn bao nhiêu binh lính bị mắc kẹt. Quân đội Ukraine cho hay họ đã cầm cự ở Azovstan trong 82 ngày. Trong khi đó, các nguồn tin Nga ước tính 2.200 người mắc kẹt bên trong hệ thống hầm ngầm dưới Azovstan. Hệ thống ngầm của nhà máy khổng lồ này chịu được cả các vụ tấn công hạt nhân.